Tiếp tục đăng tải những hệ thống dàn âm thanh mini về hàng tại Thanh Tâm phục vụ trong cái dịp cuối năm. Hôm nay thì em Tâm tiếp tục gửi tới các bác một bộ dàn đến từ thương hiệu JVC. Bộ này thì cũng đã khá là lâu rồi không về hàng tại bên em, phải cả năm nay rồi mới có thêm một bộ về hàng. Sản phẩm mà các bác đang nhìn trong khung hình đây là hệ thống JVC EX-HR7. HR7 là một trong những hệ thống được Victor JVC sản xuất trên thương hiệu JVC và là một trong những nguyên mẫu loa hai đường tiếng rất là hiếm trong hệ sinh thái rất nhiều những cái dòng loa toàn giải. Hệ thống loa hai đường tiếng của JVC và Victor chúng ta có thể kể tới như là với hệ thống loa đánh một cầu thì chỉ có ba cặp, đó là cặp HR7 này, cặp AR5 và một cặp N70. Còn về BY thì chúng ta sẽ có cặp A10 này, A150 và A250 và A300 nữa, rất là hiếm. Và bộ này cũng là một trong những bộ mà sử dụng cái công nghệ loa màng gỗ nhưng được tách biệt ra hai đường tiếng, có nghĩa là sẽ có bass riêng và tép riêng. HR7 thì khoảng năm 2019 là năm mà em kinh doanh cái bộ sản phẩm này nhiều nhất trong cái năm đó. Đến bây giờ thì cái sản phẩm bên Nhật của nó cũng không được nhiều, nó không đa dạng cho lắm, cho nên là tìm được một bộ đẹp về cũng khá là mất thời gian. HR7 thì sẽ bao gồm một ampli và một cặp loa Buxel. Bộ này thì về hàng cũng đánh giá khoảng 97% với đầy đủ phụ kiện, ê căng của loa cũng như dây loa và khiển zin. Chỉ có nhược điểm duy nhất là ở cái phần cạnh của loa nó bị xước do cái quá trình vận chuyển mà hai cái loa đặt cạnh nhau thôi. Mức giá thì cũng sẽ êm nhẹ hơn so với cái một bộ sản phẩm đẹp xuất sắc, nó lên tới khoảng 18 đến 19 triệu. Bộ HR7 này ngày hôm nay bên em đang có mức giá là 12 triệu các bác nhé, 12 triệu với đầy đủ phụ kiện như là các bác có thể thấy ở đây. Chúng ta sẽ có một cái điều khiển từ xa này, dây loa, anten, ê căng thì rất là đẹp, không bị rách. Các bác có thể nhìn thấy cạnh của loa, thì như đã chia sẻ với các bác thì hai cái vế loa được đặt cạnh nhau cho nên nó bị cọ sát trong quá trình vận chuyển về, rất là tiếc. Nhưng mà cái mức giá em để cho các bác 12 triệu một hệ thống này nó rất là hợp lý rồi. Loa thì sẽ sử dụng hai đường tiếng bass đường kính 12 cm với công nghệ loa màng gỗ anh đào và tép cũng là gỗ anh đào được làm với đường kính 2 cm. Và phần ampli thì sẽ được thiết kế với màu sắc là màu bạc. Đây là tổng thể phía trên khi nhìn xuống của hệ thống. Về cái thông tin của loa thì chúng ta sẽ có công suất là 100W, trở kháng là 4 ohm, cầu loa bắp chuối. Thực tế thì công suất 100W thì em nghĩ nó chỉ khoảng đâu đó khoảng 40-50W thôi, chứ còn bộ loa bé như này 100W thì chúng ta cũng thấy nó hơi sai sai. Bộ dàn được sản xuất năm 2015. Hệ thống bo mạch digital in vào ampli này thì sẽ có đồng trục và quang học. Và các bác sẽ có hệ thống jack loa cũng là dạng bắp chuối cũng như dạng kẹp. Máy hỗ trợ hai đường line in và một đường line out để xuất âm ra một bộ khác, có hỗ trợ cả AM cũng như FM. Tuy nhiên thì tần số watt chỉ đến 90 thôi. Đó là về phần kết nối mặt sau. Quay trở lại kết nối mặt trước để giới thiệu chi tiết hơn với các bác về chiếc ampli này. HR7 là một trong những dòng sản phẩm trong cái hệ sinh thái EX-HR của JVC, nó với tất cả những công nghệ nó gần như một bộ HR5 các bác nhé, nhưng mà loa của nó loa hai đường tiếng. Vì thế cho nên phần ampli nó có công nghệ y chang với phiên bản HR5. Chiếc ampli này thì sẽ có chiều rộng là 22, chiều sâu cũng là 22 và chiều cao của máy sẽ là 11 cm. Mặt trước được làm bằng nhôm phay xước màu vàng rất là đẹp và các bác có thể nhìn thấy đó là chiếc ampli này thì đẹp xuất sắc luôn, chỉ có phần hơi xấu một chút ở phần loa thôi. Núm vặn âm lượng các bác có thể nhìn thấy rất là tròn chỉnh và đẹp, không bị cấn móp này. Mặt nhôm phay xước cực đẹp luôn. Phía trên đây chúng ta sẽ có một màn hình hiển thị dạng LED. Phía dưới thì chúng ta sẽ có khay đĩa. Chip giải mã K2 được trang bị trên JVC thì sẽ là chip giải mã được bố trí với một công tắc bật tắt thôi ở bên này. Ở bên này thì chúng ta sẽ có một nút ra đĩa này, cái control để các bác có thể tiến và lùi bài, return là quay lại, xuống là các bác có thể đổi các tín hiệu đầu vào. Còn cái hình vuông với hình tam giác ở đây thì là cái ký hiệu của chế độ chơi và tạm dừng của chế độ đĩa CD. Mặt trước chúng ta cũng sẽ có thêm một cái đường USB. Đường này thì sẽ đọc được nhạc WAV các bác nhé, WAV MP3 thôi, FLAC Lossless thì nó sẽ chưa kết nối được. JVC HR7 thì sẽ cung cấp cho các bác khả năng chơi nhạc ở trong không gian khoảng 35 đến 40 mét vuông. Bộ này thì sẽ kết nối với các nguồn chơi như sau. Đầu tiên là sẽ chơi nhạc từ CD này, USB. Các bác sẽ kết nối tín hiệu giải mã từ Smart TV và các bác sẽ có thêm hai cái đường line in. Hai cái đường line in này thì các bác có thể cắm điện thoại này, máy tính này, những bộ thu Bluetooth cũng như AirPlay, rất là tuyệt vời và hoàn hảo.
Bộ sản phẩm này với mức giá là 12 triệu chỉ có một bộ duy nhất thôi. Bạn nào quan tâm tới JVC HR7 có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của em Tâm. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Bây giờ xin mời các bác nghe một bản test trên cái hệ thống HR7 này.
tương tư là bệnh của tôi với anh.